bác nhá, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto đang có mặt trước một chiếc Kia K3 số tự động sản xuất năm 2015, màu đỏ đô, biển 14, rất là đẹp, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Em nói trước là bản 2.0 các bác nhá, bản 2.0 đấy ạ. Và bây giờ em sẽ đi nhanh qua chi tiết từng cái đường led trên chiếc xe này để cho các bác cùng trải nghiệm qua. Thì trực diện ở cái phần đầu xe thì các bác có thể thấy là hai bên hai cái cụm đèn pha nó còn rất là đồng đều màu nhau và nó không bị lệch lạc tông màu. Xe thì đã được trang bị giải đèn led ban ngày. Đây, giải đèn led ban ngày trang bị đầy đủ này. Cặp đèn bi salon siêu sáng luôn. Đấy, cặp đèn bi salon siêu sáng luôn. Các cái khớp lối này, khớp khít này nó chuẩn chỉ tới từng mm một như thế này ạ. Đây các bác nhìn ngắm nhá. Đấy, nhìn qua những cái khớp lối này, nó khớp khít và nó chuẩn chỉ như thế này. Bề mặt cụm đèn pha trong veo trong vắt, không một tì vết. Đấy, cụm đèn gầm đây. Đấy, trong vắt luôn nhá các bác nhá. Sáng choang như thế này. Xe đã được tích hợp hai cảm biến ở phía đằng trước. Đấy, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương và hông sườn xe bên ghế phụ đây. Phẳng căng và lượt là luôn các bác nhá. Phẳng căng và lượt là luôn. Không một tì vết đúng không ạ? Không một tì vết đúng không ạ? Đây, khớp nối cái đường liền lạc giữa cái phần ba đời sốc và cái phần đầu xe này. Đấy, còn chuẩn chỉ chưa ạ? Đây, nhìn cái quả lốp này. Mặt na răng nhá. Sau 5 năm sử dụng. Nhưng mà các bác nhìn cái bề mặt la răng đây ạ. Không một vết xước sát chảy xước như thế này. Đây là một cái điều đáng quý đối với chiếc xe này đúng không ạ? Chủ nhân cực kỳ là giữ gìn. Chủ nhân là cực kỳ là giữ gìn thì nó mới được như thế này. Lốp lát rất là mới, khe rãnh còn rất là sâu đúng không ạ? Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương và tay nắm cửa trang bị phím bấm mở cửa thông minh. Tay nắm cửa trang bị phím bấm mở cửa thông minh. Màu đỏ đô. Có trang bị cửa sổ lock đầy đủ luôn. Cửa sổ lock trang bị đầy đủ luôn. Khe lối giữa hai cánh cửa đây. Khít khịt và chuẩn chỉ như thế này đúng không ạ? Đây, các bác nhìn luôn nhá, cho các bác nhìn luôn bốn cái quả la răng luôn. La răng ở phía đằng sau này. Phanh ABS trang bị đầy đủ bốn bánh luôn nhá. Đấy, khớp nối khớp khít chuẩn chỉ chưa ạ? Nét nẹt như Sony đúng không ạ? Nào, bây giờ em sẽ đi sang cái phần bên ghế tài xem thế nào nhá. Lắp capo này, phẳng căng và lượt là luôn này. Phẳng căng và lượt là luôn này, đúng không ạ? Đây cái cụm đèn pha bên ghế tài đây ạ. Cũng trong veo trong vắt không kém cạnh gì với lại cụm đèn pha bên ghế phụ. Đây các cái khớp nối các cái đường liền lạc đây. Nó khít khít và chuẩn chỉ tới từng mm một luôn đúng không ạ? Đấy, cụm đèn gầm nhá, sáng choang và trong vắt luôn. Đây, hông sườn xe bên ghế tài đây ạ, phẳng căng và lượt là chưa ạ? Nét nẹt như Sony đúng không bác? Đấy. Cho các bác xem tiếp cái bề mặt na răng bên này này. Đấy. Không một vết chảy xước xước sát, na răng phay đa chấu rất là đẹp mắt. Đúng không ạ? Chất lượng chưa ạ? Quá là chất lượng luôn đúng không ạ? Lốp lát thì cực kỳ là mới. Đây. Màu đỏ đô, rất là đẹp. Và bền màu. Chủ xe người ta cũng đã rất là ăn chơi, người ta dán thêm những cái đề can kia. Dán thêm những cái đề can dọc cái thân xe đúng không ạ? Đây, na răng ở bên ghế tài đây nó còn đẹp hơn, đẹp xuất sắc hơn là cả bên ghế phụ luôn đúng không ạ? Giữ được cái bộ la răng này sau 5 năm sử dụng là cái điều không hề dễ dàng. Không hề dễ dàng. Đấy, bản 2.0 các bác nhá. Từ cái phần đuôi xe nhìn lên thì các bác có thể thấy là hai bên hai cái cụm đèn hậu nó cũng còn rất là đồng đều màu nhau và nó không bị lệch lạc tông màu. Xe được trang bị 4 cảm biến ở phía đằng sau, cam lùi trang bị đầy đủ luôn. Đấy. Đây các bác nhìn bề mặt cụm đèn hậu này. Không một vết xước sát chảy xước. Nhìn xe nó phải nét như thế này. Mua thì các bác phải mua những cái chiếc xe nó chất lượng như thế này. Đúng không ạ? Các cái đường liền lạc giữa cái bao đờ sốc phía đằng sau và cái phần đuôi xe này. Khít 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 chuẩn chỉ chưa ạ? Đây, cụm đèn hậu bên ghế phụ đây. Các cái khớp lối này, các cái đường liền lạc này. Khớp khít và chuẩn chỉ tới từng mm một luôn. Đúng không ạ? Đấy, đường liền lạc đây. Xúc phải xúc những chiếc xe chất lượng, những chiếc xe mà sau 5 năm sử dụng đi mà nó vẫn còn được nét như thế này. Từ những cái con ốc bản lề lắp cam, lắp cốp này, keo chỉ lắp cốp này, nó còn nguyên zin, nó còn nguyên zin và đẹp xuất sắc như thế này, đúng không ạ? Đây, lốp lắp ở phía bên trong, lốp lắp giữa lốp sơ cua này rất là mới luôn, kích thước các thứ đầy đủ luôn đúng không ạ? Rất là chất lượng. Phải nói là em xe này là sau 5 năm sử dụng mà nó còn được như thế này
thì là chủ xe người ta cực kỳ là yêu xe và quý xe như là con. Đây, Sachi gầm bệ nhá. Nó biển 14 nhưng mà các bác nhìn đây ạ, nó là dài phố nên là cái Sachi gầm bệ đây. Nó sáng loáng và nó không một dấu hiệu han gì mối mọt gì. Đấy, các bác nhìn ngắm nhá. Rất là chất lượng. Ra, em sẽ quay vào bên trong nội thất để cho các bác cùng ngó qua. Đây, ghế chỉnh điện 100%. Ghế da căng mọng căng mồi là tổng quan cái khoang lái lên mà các bác ngồi trực tiếp điều khiển chiếc xe này đây nhá. Đấy, ghế da căng mọng căng mồi nhá. Các bác nhìn nhẹ, ghế da căng mọng căng mồi này. Đấy, chất lượng chưa ạ? Đây, ghế bên phụ này, lét lẹt luôn. Xe vừa mới đặt chân về thôi nên là em quay luôn cho các bác cho nó nóng. Chân nỉ này, nhưng mà nó rất là sáng sủa và đẹp đẽ. Đấy, cửa sổ lóc trang bị đầy đủ luôn. Cái táp ly cánh cửa đây. Đấy, keo chỉ là còn nguyên zin nguyên bản theo xe nhá. Hệ thống nút chỉnh điện này còn nguyên, mới như nguyên như thế này. Gương kính chỉnh điện, cụp điện auto. Đấy, hai kính trước auto luôn, lên kính xuống kính hai trước là auto luôn. Hai vị trí nhớ ghế đúng không ạ? Đèn auto này, chống trơn trượt này. Đấy, trên vô lăng đây các bác nhìn này, góc 9 giờ nhá và cái góc 3 giờ đấy ạ. Nhìn nó không khác gì một chiếc xe mới chứ ạ. Đấy, chế độ ga tự động cruise control. Gẩy số vô lăng nhá. Đèn nổ start stop, điều hòa auto hai vùng độc lập, màn hình cam lùi trang bị đầy đủ. Táp lô đây còn rất là yêu, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, cổng cắm sạc 12V, cổng cắm USB. Tay nắm cửa, tay đấm số đây. Mới kính quang như thế này. Đấy, các bác nhìn nội thất em này, phải nói là không chê vào đâu được đúng không ạ? Ra xem lốt cái cỗ máy của em xe này để cho các bác xúc ngay em xe này nhá. Em này em đưa lên đảm bảo chỉ trong phút mốt là bay thôi. Đây các bác nhìn này, máy móc này. Các bác chờ một chút nhá, em sẽ chống cái lóc cabo này lên. Đây, máy móc này, da rẻ máy móc nó còn sáng choang này. Ốc chân máy còn nguyên, chưa động những một cái cờ lê mỏ lết nào, trừ những cái con ốc mặt rằng cò nhá. Đây, các bác ngắm nhìn đi ạ. Sử dụng động cơ DOHC16V 4 máy 2.0, đi rất là tít. Đấy, bình mới kính quang luôn. Đây, các bác nhìn này, da rẻ máy móc này, vạch sơn của nhà sản xuất nó còn nguyên zin nhá. Đây, đấy, ngay cả những cái con ốc bắt cái bình ắc quy này nó vẫn còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nguyên vạch sơn của nhà sản xuất này. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên zin này, keo chỉ này còn nguyên zin nhá. Xúc thì phải xúc những chiếc xe chất lượng đỉnh cao như thế này. Vâng, thì vừa rồi em đã đi nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của chiếc Kia K3 số tự động sản xuất năm 2015 bản 2.0 full kịch cửa lóc. Và em xe này đang được chào bán công khai với các bác là 475 triệu đồng. Và giá trên thì chắc chắn là còn bớt lộc cho bác nào thiện chí alo ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ báo giá chi tiết nhất thì các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.